Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay rất là vui tiếp tục cùng đồng hành với cô chú anh chị và các bạn qua màn ảnh nhỏ. Đà Lạt hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm 2023, vào buổi chiều trời ở ngoài âm u như là muốn mưa. Khả năng buổi tối nay trời sẽ có mưa vào ban đêm, mưa rất to. Cũng theo đài khí tượng thủy văn, ban ngày thì nắng gián đoạn và nhiều mây do chịu ảnh hưởng của rìa phía nam của dải hội tụ nhiệt đới và kết hợp gió mùa tây nam cường độ mạnh. Do vậy tiếp tục sẽ có mưa rải rác một vài nơi. Đặc biệt là buổi tối sẽ có mưa đêm quý vị, vào lúc 21-22 giờ trở đi thì khả năng sẽ có mưa đêm. Hôm nay là buổi chiều vào lúc 16 giờ. Em xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em đi cập nhật tình hình buôn bán của các tiểu thương tại chợ Đà Lạt, cũng như là đưa cô chú anh chị và các bạn ngắm phố xá nhộn nhịp, đông vui vào những ngày đầu tháng 6. Bờ hồ Xuân Hương hôm nay cũng rất nhiều người đang đi thuyền Thiên Nga. Nước hồ Xuân Hương cũng không trong lắm quý vị, bởi vì cơn mưa to tối ngày hôm qua cũng gây ra nước đục. Trên con đường Đinh Tiên Hoàng người ta cũng cưa đi những cành cây mà chìa ra ngoài đường á, để tránh mưa to gãy cành gây nguy hiểm cho người đi đường. Bước vào tháng 6 cũng là mùa cao điểm du lịch hè rồi, cho nên là các dịch vụ ăn uống rồi khách sạn dịp lễ vô cùng là nhiều. Đối với các món ăn á, thì đầy đủ các món ăn được bày bán la liệt. Tại đây thì có xôi nè, dầu phô mai, rồi các món nướng, bún riêu, bánh tráng nướng, sữa đậu nành được bày bán dọc theo vỉa hè. Các tiểu thương bây giờ chuẩn bị cho cả tối rồi. Buổi tối phố lên đèn cũng chính là lúc mà các món ăn vặt như là bánh tráng nướng, sữa đậu nành nhiều người ưa chuộng, ưa thích. Có một chú đang kéo những chiếc bao to, rất là to ở đây. Đây là những bao quần áo quý vị, để chuẩn bị một lát nữa thôi, vào lúc 5 giờ 30 thì những chiếc bao này sẽ được bày ra những chiếc áo len. Mùa này bắt đầu tháng 6 rồi, cũng đến mùa bơ, bơ 034, bơ sáp. Khi mà ra chợ Đà Lạt mùa này á, cô chú anh chị và các bạn dễ dàng bắt gặp rất nhiều tiểu thương bày bán bơ, bơ 034 và xếp vô cùng là đẹp mắt. Tại Đà Lạt thời tiết se se lạnh, mùa bơ sáp thường xuất hiện từ tháng 5 cho đến tháng 8 hàng năm. Bơ được trồng nhiều tại các vùng ngoại ô như là ở Lâm Hà. Ngoài ra thì còn có bơ Đắk Lắk nữa, bơ 034, quả dài dài, bơ nhập từ tỉnh khác vào, cho nên là quả bơ cắt ra bên trong sẽ vàng. Loại bơ này thì đa số là ưa chuộng quý vị. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn đi mua bơ thì chúng ta cũng có thể phân biệt loại bơ mà có vỏ căng, bóng nhưng mà hơi sần sùi, đó là bơ ở Đà Lạt. Còn hiện nay đa số ở chợ Đà Lạt đều bán bơ 034. Một ký bơ chỉ có 25.000 đồng thôi và 4 ký là 100.000 đồng. Tại đây là chỗ bán đặc sản quen thuộc rồi, vừa bơ vừa dâu tây. Điều đặc biệt nhất ở đây là những sọt bơ chất cao như núi và có màu xanh vô cùng là bắt mắt, hấp dẫn. Bây giờ thì em sẽ chạy một vòng quanh chợ Đà Lạt để chia sẻ đến tình hình tiểu thương mình buôn bán gửi đến cô chú chị và các bạn. Các tiểu thương ở đây cũng mong đến dịp hè để mà bán cho khách du lịch quý vị. Thường là người dân có tâm lý đến dịp hè sẽ đơm rất là nhiều hàng và bán cho khách du lịch. Một số cửa hàng, một số tiểu thương cũng bán giá cao quý vị khi mà thấy khách du lịch. Nhưng mà em thấy ở đâu cũng vậy quý vị, khi mà thấy khách du lịch á, thường thì các tiểu thương sẽ có tâm lý sẽ bán giá cao hơn một chút so với người dân địa phương, bởi vì một đi không trở lại. Ở ngay vị trí này các tiểu thương bán trái cây cũng nhiều và đa số là người dân địa phương mình ghé đến mua là chính, rồi bán rau. Và em đang đứng ở ngay lối đi vào chợ mới Đà Lạt,
ngay góc cầu thang quen thuộc, là lối cầu thang để mà mỗi khi mà có dịp đi mua quần áo. Cho nên là cũng để lại nhiều kỷ niệm ấn tượng đối với những ai mà đã từng sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt. Vào ban đêm á, ở đây được gọi là khu phố Hồng Kông bởi vì khi màn đêm buông xuống với những ánh đèn mập mờ lung linh từ chợ đêm cùng với những làn khói từ những ăn bốc lên. Còn đối với buổi sáng á, ngay góc cầu thang này, đây là một vị trí cũng không nên bỏ lỡ bởi vì những quán cà phê cóc. Vào buổi sáng mà thưởng thức những ly cà phê nóng khi mà mặt trời vừa ló dạng, lúc đó cảnh vật vô cùng là bình yên luôn quý vị. Còn ở phía dưới chợ có một cô đang bán nho, nho đen, hay còn gọi là nho móng tay. Nho này đa số là nhập từ Trung Quốc vào buổi sáng sớm. Cô chú anh chị và các bạn mua trái cây về bán cũng có thể mua được với giá sỉ. Bởi vì vào khung giờ 5 giờ sáng trở đi thì các chuyến xe tải sẽ tập kết các mặt hàng trái cây về bỏ mối cho các tiểu thương tại chợ Đà Lạt. Còn đối với nho phan rang thì quả thường có màu xanh và ăn cũng ngọt, không thuộc kém gì nho đen. Ở bên trong chợ đó là những quầy hàng bán đặc sản của Đà Lạt như là hồng treo gió. Hồng treo gió thì vào tháng 8 mới có. Còn mùa này thì không có hồng chín tại vườn đâu quý vị, cũng như là hồng giòn, mà chỉ có những mặt hàng hồng treo gió còn tồn động lại thôi. Hồng treo gió thì để lâu được trong vòng 6 tháng. Đối với đến mùa hồng ở Đà Lạt thì bắt đầu vào tháng 8 và cho đến hết tháng 11. Bây giờ em sẽ tiếp tục di chuyển về ấp Ánh Sáng, rồi men theo con suối Cẩm Ly về hẻm cà phê Cúc Quỳ, nơi mà có con đường hẻm Thiên Thành, người dân hay gọi là khu vực xóm Sinh. Và hiện nay vườn hoa hồng ri ở bên ấp Ánh Sáng đã nở rực màu hồng lắm rồi. Quý vị và các bạn nào đi đúng dịp hè thì đúng vào mùa hoa này nở luôn.
với mùi hương thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào, phảng phất bay trong gió. Khu vườn hoa trước đó là một dãy nhà cũ, lụp xụp, cũng tương tự dãy nhà ở bên tay phải của em. Hiện nay vẫn chưa có giải tỏa và đền bù. Còn đây là cây cầu Bà Triệu, để mà đi lên dốc Bà Triệu sau đó về đường Trần Phú. Mấy bữa nay ở Đà Lạt thường hay có mưa đêm, cho nên là những khu vực mà người dân ở quanh con suối Cam Ly cũng nghe thấy nước chảy rất mạnh. Buổi tối mà mưa to mà đi ngang qua bên con suối cũng hơi nguy hiểm. Mấy năm trước thường có những vụ xe máy khi mà băng ngang qua cây cầu thì không may bị nước cuốn trôi. Mấy ngày sau mới tìm được xác quý vị, bởi vì nước dâng cao. Còn đây là khu vực phòng khám đa khoa, khu vực 1. Ở đây thì có bảo hiểm, chúng ta cũng có thể vào đây khám được, thay cho bệnh viện đa khoa. Hiện nay các quán lẩu nướng, các nhà hàng lớn bán các món ăn thế này cũng đều rất khó khăn. Làm ăn cũng không có được như là mọi năm trước. Nhiều nhà hàng em thấy là mới mở cửa được một thời gian ngắn đã đóng cửa rồi và sang quán. Và sang mãi, không ai thuê quý vị. Giống như là một làn sóng ảnh hưởng vậy đó, những quán ăn, những quán nhậu. Bây giờ em sẽ chạy lên hẻm cà phê Cúc Quỳ. Con hẻm buổi chiều im vắng, cùng với những quán ăn ở đây cũng không có được nhộn nhịp, sôi động. Bởi vì buổi chiều cũng là lúc những con hẻm ở đây đều im ắng. Con suối Cam Ly ngày nay được mở rộng ra với hai bờ kè, cho nên cũng không còn bị ngập như là hồi xưa. Cũng như là con hẻm này người ta cũng mới đổ đường bê tông lại quý vị, chứ hồi xưa đất đá khi mà mưa to thì sình lầy khó đi. Một căn nhà cũ của một hộ dân nằm ở ngay đây, chắc có lẽ là cô chú anh chị và các bạn sẽ nhận ra ngay nơi mà còn sót lại những ký ức của ngày xưa. Thank you.
Còn đây là con đường Hoàng Văn Thụ, tức là con đường Hùng Vương trước 75, giao nhau với con đường Trần Phú, rồi đường Trần Lê. Phía bên mé trái, đây là khu vực Hồ Hoàng Văn Thụ. Bên kia có trường Huấn Nghệ, trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt. Còn bên tay phải, đây là khách sạn Sài Gòn Đà Lạt thứ hai, nằm ngay cạnh con đường Duy Tân. Khu vực này ngày xưa đó là tòa nhà của khu vực khách sạn Duy Tân, quý vị. Với con đường Duy Tân sẽ đi về ngã ba Việt Anh rồi Thắng Lợi 1, ngày nay được đổi tên thành con đường 3 tháng 2. Cũng ngay vị trí này, em sẽ kết thúc video ở đây. Và em xin chân thành cảm ơn cô chú chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video hôm nay của em. Xin kính chúc cô chú chị và các bạn có một buổi tối tràn ngập niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân.